Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, ngày 13 tháng 4 tại Hồ Công viên Văn Lang đã diễn ra giải bơi trải thành phố Việt Trì mở rộng năm 2024. Giải bơi trải năm nay có sự tham gia của 9 đội trải với 270 vận động viên đến từ các huyện Cẩm Khê, Thanh Thủy, Tam Nông và Đoan Hùng, cùng 5 đội của thành phố Việt Trì. Sau thời gian tranh tài sôi nổi, giải nhất đã thuộc về đội trải phường Bạch Hạc, đội trải huyện Cẩm Khê đạt giải nhì, đội trải huyện Thanh Thủy và Đoan Hùng đạt giải ba, các đội trải còn lại đồng giải khuyến khích. Đây là lần thứ 7 giải bơi trải thành phố Việt Trì mở rộng được tổ chức trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng, qua đó nhằm gìn giữ và tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật bơi trải. Đây còn là một nét đẹp văn hóa thể thao của thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Câu lạc bộ du lịch doanh nhân trẻ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024 nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch hướng tới chuyên nghiệp hóa và khai thác thế mạnh tài nguyên của địa phương mình. Các tỉnh ở vùng Tây Nguyên có tài nguyên thiên nhiên phong phú, tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, nhưng do hạn chế về nguồn nhân lực, thiếu chuyên nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật nên vẫn chưa khai thác được thế mạnh tài nguyên của địa phương mình, những gì thu được chưa xứng tiềm năng. Huyện mong muốn rằng các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản để tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, để các em có thể tổ chức được những cái tour để hướng dẫn du khách. Học viên tham gia chương trình đào tạo sẽ được cung cấp các kiến thức tổng quát về kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến dịch vụ du lịch lữ hành và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch, hoàn thiện kỹ năng thực hành nghề nghiệp, ứng xử và giải quyết tốt các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị dịch vụ du lịch lữ hành và cộng đồng. Kỹ năng mềm của trong ứng xử trong du lịch là bọn em vẫn còn đang thiếu. Để về kinh doanh và phát triển các khu du lịch quảng bá chưa được phát huy hết cả khả năng của mình về trong cái lĩnh vực du lịch. Tụi em hiện tại đã chuẩn bị làm cái du lịch cộng đồng ở thôn, mong muốn được học về chế biến lại các món ăn tại địa phương được ngon hơn và có phục vụ cho du khách, để được du khách đến nhiều hơn nữa. Thì chúng tôi mong muốn rằng sau các khóa học các em sẽ về và sẽ chuyển gửi lại những cái kiến thức của các em đã học được để có thể là truyền đạt lại cho bà con ở vùng dân tộc, ở các nơi mà các bạn học sinh này đang sinh sống, và chúng ta sẽ phát triển cái phong trào người người làm du lịch và nhà nhà làm du lịch, thì chúng ta sẽ có được những nguồn nhân sự mới, nhiều và đầy đủ để cho góp phần phát triển cho du lịch Việt Nam. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các tỉnh Tây Nguyên sẽ phát huy được vai trò làm chủ của đồng bào dân tộc thiểu số trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từ đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng sẽ diễn ra tại nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung từ tuần sau. Khu vực Tây Bắc Bộ bắt đầu đón nắng nóng từ giữa tuần sau và có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với mức trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Riêng phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn từ 2 đến 3 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đáng lưu ý, khoảng từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 4, đúng vào dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt ở nhiều nơi. Với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại một số khu vực trên phạm vi cả nước, nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Lần đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại Đông Nam Á, Hội nghị Quản lý Đường Thở WOM 2024 đã được tổ chức với các tham luận của 15 chuyên gia bác sĩ hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức. Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong 2 ngày 13 và 14 tháng 4. Theo nội dung tại hội nghị, biến chứng lớn nhất trong quá trình gây mê chính là vấn đề không quản lý được đường thở. Việc không quản lý được đường thở có thể làm cho bệnh nhân tử vong ngay hoặc tổn thương không hồi phục của hệ thần kinh trung ương.
Với những ca bệnh bình thường, đặt nội khí quản trong quá trình gây mê là thao tác thường quy. Nhưng đối với những bệnh nhân có đường thở phức tạp, biến dạng trong tình trạng cấp cứu, thì nguy cơ xảy ra biến chứng là rất cao nếu bác sĩ không có phân loại đúng và phương án xử lý kịp thời. Nội dung các bài báo cáo tại hội nghị đề cập đến các trường hợp cụ thể của đường thở khó như biến dạng hàm mặt, u thanh quản, bệnh lý nền và cách xử lý hiệu quả nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tử vong, đến từ những chuyên gia cao cấp về gây mê trên thế giới và Việt Nam. WOM là liên minh các thành viên trên thế giới về quản lý đường thở, kết nối gần 10.000 thành viên trên khắp thế giới, hoạt động như một trung tâm giáo dục, tổ chức các hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ liên quan đến đường thở. Hội nghị quản lý đường thở WOM 2024 là một trong những hoạt động nhằm tiếp cận những kiến thức và kỹ thuật y học tiên tiến nhất, giúp các bác sĩ Việt Nam có cơ hội và có môi trường học tập, nâng cao tay nghề. Với hệ thống giáo lý, triết học, văn hóa Phật giáo, nhất là Phật giáo giai đoạn thời Lý, Trần đã cống hiến cho xã hội những giá trị không thể phủ nhận. Giáo lý Phật giáo thực sự đã đi vào xã hội người Việt, xây dựng nếp sống đạo đức, giúp con người khai mở nguồn sáng tạo trong việc xây dựng văn hóa trí tuệ, bảo đảm an sinh hướng tới một nền kinh tế hạnh phúc. Trong lịch sử thời Lý, Trần là thời kỳ xuất hiện nhiều vị cao tăng xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Các vị vua anh minh như Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã biết vận dụng, chọn lọc tư tưởng nhập thế phù hợp với thời đại của Phật giáo để làm hệ tư tưởng chủ đạo của quốc gia Đại Việt. Nhờ vậy mà các biện pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa đều phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng Đại Việt thành quốc gia độc lập, cường thịnh, đoàn kết, nhiều lần đánh tan quân xâm lược. Thời Trần trong 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên ghi lại những cái chiến tích có thể nói rất là lừng lẫy, tạo nên cái gọi là hào khí Đông A lúc bấy giờ đấy. Thì đấy là có thể nói rằng là các cái nhà tu hành là luôn có một cái vai trò quan trọng trong việc cố kết cái người dân trong cả nước, xây dựng được cái mối quan hệ gần gũi giữa triều đình với lại người dân, động viên sức dân, sức của tập trung cho cái nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Không chỉ góp phần xây dựng đạo đức, Phật giáo còn giúp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa. Thiền sư Từ Đạo Hạnh không chỉ đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa, mà còn được coi là ông tổ nghề múa rối nước và nghệ thuật chèo. Thiền sư là người đầu tiên soạn các tích trò thành văn bản viết. Hầu hết các tích trò ngài soạn đều là những câu chuyện đạo lý, toát lên tinh thần khuyến thiện, trừng trị kẻ ác. Phật giáo lan tỏa ở nhiều lĩnh vực như là văn hóa, nghệ thuật. Chúng ta thấy ngay cả thiền sư Từ Đạo Hạnh, một thiền sư nổi tiếng và huyền thoại của triều đại nhà Lý, ngài đã đóng góp rất lớn trong nghệ thuật chèo, rồi trong nghệ thuật múa rối và rất nhiều những nghệ thuật khác. Phật giáo thời kỳ Lý, Trần đã giúp củng cố hệ thống đạo đức cá nhân và xã hội, khuyến khích tuân thủ luật lệ và quy tắc. Những giáo lý về nhân quả, tùy duyên, từ bi đã góp phần gắn kết cộng đồng, tạo nên khối đại đoàn kết, và tinh thần đó đã và đang tiếp tục được phát huy trong giai đoạn hiện nay, hướng con người tới điều thiện, từ đó tạo nên một xã hội phát triển, an toàn, lành mạnh. Thưa quý vị, nhắc đến miền Tây, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, những vựa trái cây chữ mọng, những phiên chợ nổi đầy sắc màu. Đi cùng với đó là những nét văn hóa bình dị vẫn luôn tồn tại theo thời gian và làm phải lòng biết bao du khách, đó là cổng cưới miền Tây. Nhắc đến miền Tây, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, những vựa trái cây trĩu mọng, những phiên chợ nổi đầy sắc màu. Đi cùng với đó là những nét văn hóa bình dị vẫn luôn tồn tại theo thời gian và làm phải lòng biết bao du khách. Đó là cổng cưới miền Tây. Sinh ra ở vùng sông nước miền Tây, từng tham dự nhiều lễ cưới hỏi của bà con địa phương. Anh Phan Hoàng Thái Phương thuyết phục gia đình người em trang trí đám cưới theo kiểu truyền thống. Thế rồi anh tập hợp anh em trong xóm, phát quả ý tưởng, đi tìm nguyên liệu và bắt tay vào làm cổng cưới. Cổng cưới ở quê chủ yếu làm bằng lá dừa, có khi kết hợp thêm lá cao, hoa tươi.
mùa nào thức nấy, mỗi loại cây lá được bàn tay mọi người gắn kết, phối hợp thành những tác phẩm nghệ thuật. Thực sự thì trước đây lúc mình còn nhỏ thì mình hay theo những anh lớn, những chú bác thì đám cưới miền Tây thì hay là anh em xúm xích nhau để làm. Nên là mình cũng học hỏi từ những người đó. Rồi sau này mình thấy họ làm, mình cứ tiếp nối cái truyền thống của anh em, chú bác đi trước. Thì thứ hai nữa là khi mình làm như vậy á, là mình muốn giữ được cái bản sắc của người miền Tây. Chiếc cổng là nơi đầu tiên quan khách nhìn thấy khi đến dự đám cưới. Đây cũng là địa điểm chụp ảnh ưa thích của gia đình, khách mời cùng bạn bè cô dâu chú rể. Chính vì vậy mà gia đình rất chú trọng làm cổng đám cưới, sao cho khách mời cảm thấy thật đặc sắc và phấn khởi khi đến dự cưới. Tại vì thứ nhất là những cái này là vật liệu nó thân thiện môi trường, mình có thể kiếm là xung quanh ở nhà mình tận dụng được, mình làm rồi sau đó mình nếu mình có bỏ đi thì nó cũng hay hơn so với mình sử dụng cái gạp trang trí nhựa so với những ở ngoài thị trường bây giờ. Nên là mình muốn là khi mà làm cổng như vậy thì mình hội tụ được anh em về để cho nó cảm thấy không khí gia đình nó ấm cúng hơn, nó giữ được cái bản sắc là đám cưới của người miền Tây từ xưa. Tưởng rằng trong cuộc sống hiện đại, cổng cưới lá dừa dần lui vào dĩ vãng. Nhưng ở nhiều gia đình miền Tây vẫn còn giữ truyền thống trang trí cổng hoa cưới bằng lá dừa. Đây không chỉ để duy trì nét đẹp văn hóa quê hương mà còn thể hiện sự trân trọng, trao chuốt cho ngày trọng đại cả đời của cô dâu chú rể và cả gia đình dành cho con cháu của mình. Quà trong niềm vui của đôi tân gia nhân, cổng cưới lá dừa mang đến cảm giác yên bình, gần gũi, thấm đượm cái tình quê chân chất. Dù giản dị, dù cây nhà, lá giường, nhưng những chiếc cổng cưới vẫn là dấu ấn, là ký ức, là hoài niệm khó quên của bao thế hệ người miền Tây sông nước. Thưa quý vị, theo các chuyên gia, để tăng trưởng xanh, doanh nghiệp cần tìm lời giải để chuyển đổi phương thức sản xuất, quản lý, tài chính. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp chưa nắm được các thông tin liên quan đến chuyển đổi xanh và không biết nên bắt đầu từ đâu. Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp giải đáp thắc mắc, mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam đã tổ chức tọa đàm con đường tiếp cận tài chính xanh. Tín dụng xanh đóng vai trò là kênh dẫn vốn và điều tiết nguồn lực cho phát triển nền kinh tế xanh, hướng tới sự phát triển bền vững. Tài chính xanh có thể tập trung vốn đầu tư vào các dự án xanh như năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả, nông nghiệp bền vững, công nghệ sạch và cơ sở hạ tầng xanh. Nó hỗ trợ mở rộng quy mô các chương trình, giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái. Tuy nhiên, để có được nguồn tài chính này lại không đơn giản. Càng phát triển xanh, càng phát triển thân thiện với môi trường, thì trong ngắn hạn, cái việc đầu tư ban đầu nó rất là lớn. Mà đối với Việt Nam như anh nói rồi, là đa phần là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy thì cái nguồn tài chính ban đầu để đầu tư vào như thế nào? Trong khi mà cái vốn dĩ cái việc kinh doanh cũng rất khó khăn. Thì cái này cũng là cái mà tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam mắc phải. Đấy là chúng ta khó khăn trong cái việc tiếp cận các nguồn vốn cho cái chuyển đổi. Thì hiện nay cũng rất thuận lợi là trong cái luật bảo vệ môi trường năm 2020 cũng có quy định về tài chính xanh, tín dụng xanh. Và các ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam hiện nay cũng đã dành cái quỹ, một cái nguồn vốn nhất định. Rồi kể cả các định chế tài chính quốc tế cũng đưa ra các tiêu chuẩn về cái tiêu chuẩn xanh và cũng đã để cho các doanh nghiệp Việt Nam dễ tiếp cận, dễ trong cái việc đầu tư chuyển đổi ban đầu. Có một thực tế, nguồn nhân lực phục vụ cho thực hiện chuyển đổi xanh tại các doanh nghiệp thường kiêm nhiệm và không có chuyên môn về lĩnh vực mới này. Vì vậy, cần có cầu nối giúp doanh nghiệp, ngân hàng và nhà khoa học cùng tìm được lối đi chung. Mục đích chung quán triệt của mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam đó là kết nối tất cả các bên liên quan trong một cái mục tiêu chung là hỗ trợ cho doanh nghiệp và các tổ chức tại Việt Nam thực hiện việc kiểm kê khí nhà kính, thực hiện các cái báo cáo về quản trị môi trường xã hội cũng như là các ứng dụng khoa học công nghệ liên quan tới giảm phát thải nhằm hướng tới chuyển cái nền kinh tế carbon thấp và chuyển đổi xanh. Một trong những cách chính để chuyển đổi xanh chính là sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, thay thế cho các năng lượng truyền thống, năng lượng hóa thạch. Vì thế, qua kiểm kê khí nhà kính, doanh nghiệp sẽ có phương án để điều chuyển và tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng. Từ đó, cùng mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam triển khai các thủ tục
để tiếp cận nguồn tài chính xanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc triển khai các cơ chế tài chính này vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam, đòi hỏi chính sách, khung pháp lý phải được hoàn thiện hơn, giúp các doanh nghiệp gỡ khó, vươn ra thị trường quốc tế. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Trên báo Nhân dân có bài viết khơi thông nguồn vốn đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Sau hơn 3 năm triển khai, chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, nhiều công trình dự án đã hoàn thành, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Để nguồn vốn của chương trình phát huy hiệu quả hơn nữa, Quốc hội đã thông qua một số cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc, giúp đẩy nhanh việc giải ngân, đưa được nhiều dự án thiết thực đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Báo Nhân dân cuối tuần số ra ngày hôm nay đăng tải loạt bài viết chuyên đề Giữ nụ cười cho đất. Những hồi chuông cảnh báo đang gay gắt gióng lên về nguy cơ mất an ninh lương thực cũng như các thảm họa nhân đạo toàn cầu. Chính trong bối cảnh ấy, gần hơn cả những hệ lụy khủng khiếp của biến đổi khí hậu, nhưng lại khó nhận biết hơn hậu quả của xung đột hay chiến tranh, thực trạng suy thoái tài nguyên đất càng lúc càng nhức nhối. Nguồn dinh dưỡng ngàn đời đó trở nên sơ xác dưới gánh nặng nuôi sống 8 tỷ cư dân trên hành tinh này. Bảo vệ tài nguyên đất vì thế thực sự đòi hỏi bức thiết. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày, tạo cơ hội cho người dân vui chơi nhiều hơn. Theo bài viết, lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 nhộn nhịp du lịch trong và ngoài nước trên báo Sài Gòn Giải Phóng, hàng loạt tour nội địa nóng dần đến sát ngày khởi hành. Với chùm tour nước ngoài, khách đã rộn ràng, chốt từ sớm. Dự đoán từ các doanh nghiệp, mùa du lịch này sẽ bùng nổ khi người dân được nghỉ dài ngày hơn. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 với kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày sẽ là cơ hội thuận lợi để thu hút khách du lịch. Cục đã làm việc với các điểm đến cũng như đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Cũng liên quan đến nội dung này, theo bài viết hoán đổi ngày nghỉ cần chủ động hơn đã ghi nhận ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, chuyên gia, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc xác định lịch các ngày nghỉ lễ trong năm đã có sẵn, do vậy nên xem xét lại để làm kế hoạch thật sớm, trình Thủ tướng cho các dịp nghỉ lễ trong 6 tháng hoặc cả năm. Việc này không chỉ có lợi khi giúp các bên chủ động mà còn hạn chế được việc phải chờ để xin ý kiến của các bộ ngành cơ quan liên quan như vừa qua. Các bên được xin ý kiến thì cũng cần trả lời ngay, đồng thời có thể nghiên cứu xem xét phân cấp phân quyền hơn cho địa phương. Việc Ngân hàng Nhà nước nâng quy mô gói tín dụng đối với lĩnh vực lâm thủy sản với lãi suất ưu đãi lên 30.000 tỷ đồng đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm. Theo bài viết, triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm thủy sản, doanh nghiệp mong kéo dài thời gian cho vay. Trên báo Đại biểu Nhân dân, đại diện doanh nghiệp đề xuất trong bối cảnh hàng tồn kho nhiều, cần kéo dài thời hạn cho vay lên 9 tháng hoặc lâu hơn, thay vì chỉ 3 đến 5 tháng. Điều kiện cho vay cũng cần linh hoạt hơn, tăng số vốn vay cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bài viết giải pháp nào xử lý rác thải điện tử trên báo Quân đội Nhân dân phản ánh việc rác thải điện tử đang là mối lo ngại lớn của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, khi lượng rác thải điện tử phát sinh ngày càng nhiều. Trong rác thải điện tử chứa nhiều kim loại độc hại gây ra những tác hại khôn lường đối với môi trường và sức khỏe của con người. Tuy nhiên, công tác xử lý thu gom tái chế rác thải điện tử tại Việt Nam đang có nhiều bất cập. Phần lớn các thiết bị điện tử khi đã hết hạn sử dụng đều bỏ chung với rác thải sinh hoạt để đem chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường đất và nước. Còn lại, phần nhỏ rác thải điện tử được thu gom thông qua những người thu mua đổ nát, các cơ sở thu gom tự phát. Trong khi đó, tỷ lệ tái chế và xử lý rác thải điện tử của nước ta đang ở mức độ thấp dưới 10% tổng lượng rác thải điện tử phát sinh. Nội dung vừa rồi của tiểu mục Điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới sáng nay của Truyền hình Nhân dân.